Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, hai bên đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận thương mại. Đặc biệt là năm 2023, Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Iran đã ký kết bản ghi nhớ MOU nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. Tại buổi làm việc giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam Vietjet với Ngài Ali Abba Nazari, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam, Cục trưởng Vũ Bá Phú cho biết, hiện nay, kinh mạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Iran vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Do vậy, tăng cường xúc tiến thương mại, hợp tác và đầu tư sẽ là giải pháp hữu hiệu để hai bên đạt mục tiêu 2 tỷ đô la Mỹ kinh mạch thương mại trong thời gian tới. Vietjet luôn sẵn sàng giới thiệu và cung cấp đầu mối doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của phía Iran. Ngược lại, đề nghị phía Iran giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu tham dự các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương quy mô lớn mang tầm quốc tế như hội chợ triển lãm quốc tế dệt may Viad, hội chợ Việt Nam Expo, hội chợ triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm Food Expo, v.v. do Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức thường niên hàng năm. Nhân dịp này, Đại sứ Ali Abba Nazari trân trọng mời Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại tham dự hội chợ quốc tế Iran Expo 2024, cam kết sẽ hỗ trợ tích cực hơn nữa để giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Iran thuận lợi, đặc biệt trong các ngành hàng, linh kiện ô tô, hóa chất, hóa dầu, khoáng sản, thực phẩm halal.